Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ nhân lực cho 5 địa phương thuộc quận Sơn Trà, cũng như các địa phương khác đang bị phong tỏa cách ly y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã đề nghị cán bộ công chức, viên chức thuộc các sở ngành thành phố hiện đang ở trong các khu cách ly phong tỏa, tùy theo chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia hỗ trợ cùng địa phương tham gia phòng chống dịch. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong các khu cách ly phong tỏa. Tại chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào ngã ba đường Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ, chúng tôi gặp anh Lê Văn Tân, chuyên viên dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, được Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tiếp nhận và phân công trực tại chốt kiểm dịch này. Theo anh, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, anh và các công chức, viên chức đang cư trú tại các khu vực cách ly phong tỏa, ra đăng ký tham gia tổ công tác cộng đồng, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàng ngày, thu phát thực đơn đi chợ cho người dân và vận động nhân dân đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ. Bên cạnh đó, anh tham gia trực chốt cố định từ 12 giờ đến 18 giờ cùng ngày để hỗ trợ công tác phòng dịch. Là Ủy ban Nhân phường của Lai thì đi trực là tôi là được phân bổ trực ở chốt đường Dương Đình Nghệ từ 12 giờ trưa cho tới 6 giờ chiều. Thì tôi cũng làm tròn nhiệm vụ ở đó để phụ giúp các anh em của công an với dân phòng. Khi qua chốt thì tôi chỉ kéo những cái rồ để thao cầu những cái hiệu lệnh thì do công an quyết định. Hiện phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà có 48 khu dân cư đã phong tỏa cứng, 6 chốt mềm tại các điểm giáp ranh với phường Nại Hiên Đông, Măng Thái. Mỗi khu dân cư hiện có 4 thành viên trong tổ COVID cộng đồng, cùng lúc phải xử lý các trường hợp liên quan đến dịch bệnh, nên rất cần lực lượng công chức, viên chức tham gia hỗ trợ cùng địa phương. Việc thành phố đã kịp thời điều động, bố trí 134 cán bộ viên chức về phường An Hải Bắc là hết sức cần thiết. Trong đó, có 95 đồng chí là cán bộ viên chức, còn lại là giáo viên đang cư trú tại địa phương. Tùy theo năng lực, sở trường, phường đã bố trí số cán bộ này về 48 chi bộ tham gia trực chốt, nắm tình hình bà con trong khu vực, tham gia phân phối hàng hóa đến các khu dân cư. Còn một số đồng chí chuyên về lĩnh vực văn phòng thì phường bố trí thu thập thông tin, lập danh sách gia đình khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã tính toán phân loại ra. Phân loại đây là những người lớn tuổi, thứ hai những đồng chí lãnh đạo và có những nhiệm vụ phù hợp thì chúng tôi tính toán phân chia phù hợp. Ở đây ví dụ như một số lớn tuổi thì tính toán từ phân công về tham gia cái xuống nắm tình hình khu dân cư, nắm tình hình khu dân cư thế nào, có phản lại, rồi tuyên truyền cho người dân đó đi. Rồi đồng chí nào khu dân cư nào thì phân công khu dân cư đó giống gần để ta theo dõi. Đó. Còn số đồng chí trẻ thì giao cho danh sách, nắm đánh danh sách, có thể rằng vận dụng cho họ là lấy danh sách chung của tổ phố đi lên. Địa phương thì hiện nay công việc là phải gấp 3 gấp 4 lần. Do vậy cái lực lượng địa phương rất là mỏng và lực lượng này về tăng cường cái địa phương á là rất là kịp thời. Vừa qua là địa phương cũng đã triển khai rất là nhiều, là đặc biệt là cũng chỉ đạo các khu dân cư, tổ dân phố mà sử dụng lực lượng này thì cũng linh hoạt để cho anh em đảm bảo vừa công việc của địa phương cũng như là của cơ quan. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, chỉ trong một ngày, quận Sơn Trà đã tiếp nhận hơn 540 trường hợp và phân bổ về 5 địa phương đang bị cách ly, phong tỏa để tham gia hỗ trợ cùng địa phương chống dịch. Nhìn chung trong thời gian 9 ngày vừa qua đến nay thì tình hình anh em ở các chốt, các địa phương tham gia rất tốt. Ở các chốt có những anh em lớn tuổi nhưng với cái tinh thần trách nhiệm thì cũng đã hưởng ứng và tham gia rất tốt. Mặc dù là thời tiết thì nắng không thuận lợi nhưng mà với tinh thần trách nhiệm thì anh em đã hưởng ứng tham gia để góp phần cùng với quận phường để mà làm tốt cái công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đội ngũ cán bộ các ngành, các đơn vị đang thực hiện công tác phòng chống dịch tại nơi cư trú, thì những ngày qua tại năm phường thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà, thì lực lượng những người làm báo nói chung và lực lượng phóng viên Đài Đà Nẵng TV nói riêng đã nỗ lực tham gia cùng địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Những phóng viên đã có mặt tại điểm nóng trên các địa bàn phường để kịp thời thông tin về những vấn đề được quan tâm như là công tác chi trả hỗ trợ tiền, công tác cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân,
để động viên người dân an tâm cách ly y tế và thực hiện tốt chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần cùng chính quyền và nhân dân các địa phương khác chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.